À, chào các bạn, nay mình ghé lại vườn của chú Út nữa ở bên Cồn Bình Hưng. Thì vườn này là hôm rồi là chùm mũ, là hôm mùng 4 mình lên Bắc Long mùng 4 luôn. Người cũng qua thời tiết bão số 1 rồi, nói chung cũng qua nhiều giai đoạn, rồi cũng lên tạo mầm, tạo muối miết gì đó cũng đầy đủ hết. Nhưng mà hôm nay ghé lại, bữa nay là âm lịch, đầu như 20 ngày rồi đó. Nay 22, bữa nay 23, à bữa nay 23, 19 ngày. À 19 ngày mình ghé lại. Mà mình muốn chia sẻ với các bạn vấn đề như thế này. Cái bài mình lên tạo mầm á, vấn đề mình muốn chia sẻ với các bạn ở đây là gì? Cái vấn đề là mình tạo mầm cây, sung, lá, vẫn lá thì nó vẫn sần ha, chứ nó không có mướt giống như lúc mà không làm bông được. Nhưng mà cái cây của mình á, cái cây mình làm á, nó không có rụng lá bao nhiêu hết. Những cái lá này là lá tỉa chèo ha, chứ không phải bị rụng lá. Gần như 99.9% là những cái cây mình tạo mầm ở vườn này là nó không rụng lá. Chứ đừng nói vườn mà làm bông mà sao không rụng lá. Ai mà làm bông rụng lá thì cái đó bài của người khác ha, còn bài của mình làm bông tạo mầm xong si cây ha, mà lá bông. Bữa nay là 19 ngày sau khi chùm mũ thì một số mắt cua, một số bông chứ lộn, nó kích rồi. Kích rồi thì tình hình bữa nay nó như thế này nè. Mình muốn chia sẻ các bạn 19 ngày ha, 19 ngày chùm mũ thì bữa nay nó như thế này. Miên trạng là nó đã được phá. Trước chỗ này mấy chỗ nãy đen, bữa nay miên trạng nó đã được phá. Ha. Chứng tỏ là giáo trình của thầy tuyệt vời. Phải thừa nhận rằng giáo trình của thầy tuyệt vời. À, mình đưa cái bài phá miên trạng này hôm rồi là cách đây 3 hôm, 3-4 hôm gì đó, phá miên trạng. Thì tình hình bữa nay nó như thế này, dự kiến khoảng cuối tháng này là dỡ mũ. Đó, bài phá miên trạng của thầy Trần Văn Hâu tuyệt vời. Mình sẽ chia bài này lên, chia sẻ lên diễn đàn, mình gửi cho thầy cô luôn. Hay quá thầy ơi, bài phá miên trạng, bài phá miên trạng tuyệt vời quá. Để mình quay gõ hơn cái một số nhánh vậy nè. Đây, bài phá miên trạng tuyệt vời. Ok các bạn ha. Rồi mình qua cây một số cây khác nữa. Nói chung là vườn này nó đều rồi. Chú Út ơi, sao? Chú sao? Con thấy là dưỡi. Sao nó nhanh hơn hôm bữa hôm qua quá vậy? Hôm bữa chiều đó con với chú đi hết vườn đó có thấy bao nhiêu đâu. Bữa nay là ra luôn rồi chứ còn sáng gì nữa. Cái này là ra luôn rồi còn gì nữa. À, cái bài phá miên trạng tuyệt vời. Mình lặp lại một lần ha. Cái bài phá miên trạng dùng thiêu ghê gì đó, rồi tạo mầm gì đó. Quất một cái bữa nay những cái chỗ hôm rồi đen đen nó sáng lên. Bởi vì những cái chỗ đen đen hôm rồi là bữa nay nó sáng lên, nó sáng rất là nhiều. Đây, nó sáng lên rất là nhiều. Một phần nữa là thời tiết. Khoảng 3 hôm nay là thời tiết nó thuận cho việc ra bông. À, cộng với Bình đi cái bài phá miên trạng phun vô thân tuyệt vời. Nói hên, một phần là hên, may mắn nó không chặt quẻ, gần như nó sáng hết cả vườn rồi. À, mà vườn này cây vẫn bình thường, không rụng lá bao nhiêu hết. Đây, à ok các bạn. À, đây nữa nè, chờ nó ra. Dưới này đâu cần ra đâu mà nó vẫn sáng. À, quá tuyệt vời. 19 ngày, dự kiến cho khoảng 24, 25 gì đó dở. Là coi như là gần cuối tháng. À, đi ra phía sau nữa. Ồ, cây này bên này nó ra con mắt cười dữ nè. Đây. Ra trên đầu luôn nè. Đâu cần nó ra trên đó, ra đó đâu có đầu được bao nhiêu đâu. Mình cần nó ra trên tay này thôi. Nó ra trên tay này, chùm 2-3 trái là thấy ngon lành rồi. À, quá tuyệt vời, may mắn quá. Hên quá, mưa mình cũng không sao. Không, bài thuốc sau cùng hả? Bài thuốc sau cùng á, cái bài con nói bài cuối cùng á, nó mà không ra nữa. Cái bài mà hôm rồi con mới đưa á, đưa lên á, ba hộp này, ba bịch kia đó. Đưa lên mà nó không xi nhê nữa, cũng hết bài luôn rồi. Đi ra phía sau nó đi. Phía sau này chắc nó sẽ nhiều hơn một ít. Đây. Những cây này không gọt nè, tưởng đâu nó bỏ luôn rồi, bữa nay nó lại ra hết. Rồi cái này cứ mưa rửa hút bệnh giùm con cử nữa là ngon lành. Dạ, nếu như ngày mai ngày mốt gì đó nó mưa thì phải quất cử nữa, mà rửa hút mạnh hơn giùm con nha, rửa ăn cho con nó tạm thôi.
Trời ơi, cái nhánh này nè trời. Cây bên kia chắc còn dưới nữa ha chú. Hai cây bên kia còn dưới nữa không? Đây để quay lại, nãy quay ngược sáng không có thấy, nay quay thuận sáng. Cây này ông nó ngã ngã nè. Để hai cây, ngã cây. Đây cây này bên này hôm rồi nó sớm hơn. Thì nó như thế này. Ok. Đó để mình quay tổng thể vườn nè. Vườn nè, tạo mầm ha, ga bông nha, không rụng lá bao nhiêu nè, để quay cái nhánh ga bông nè, để nó thằng Thái quay cây ga bông không mà, cây không ga bông nó không quay. À, cây nào nó cũng ga bông ha. Còn về tổng thể vườn nè. Ha, lá vẫn bình thường nha. Đó, lá vẫn bình thường. Lá nó có xỉu chứ không có rụng bao nhiêu hết. Để nói là sao làm bông mà không rụng lá, tạo mầm rụng lá. Tạo mầm là phải rụng lá, mấy anh mấy bạn nào mà rụng tạo mầm mà rụng lá nào thì coi lại ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn các bạn khoảng 2 tuần nữa bông này dài ra không? À, tuần 10 ngày, khoảng 2 tuần nữa đọt này nó sẽ bung ra. Đầu này nè, mình sẽ cho bài kích đọt, cho bung đọt này ra. Ha, à, còn chỉ bông lúc đó cực kỳ tuyệt vời luôn. Rồi cảm ơn các bạn, hẹn các bạn video clip đợt sau.